kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong ngày khai giảng của chuỗi hành thiền và tư vấn sống, tỉnh thức và trí tuệ. Chúng ta biết rằng sau khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đã nói một bài pháp thoại, một bài giáo lý rất là hùng hồn, rất là nổi tiếng cho đến bây giờ. Đó là bài pháp thoại về Tứ Diệu Đế, The Four Noble Truths. Trong đó Đức Phật nói rằng trong bản thân mỗi chúng ta đều có chứa rất nhiều những nỗi khổ, dukkha. Và đồng thời Đức Phật cũng chỉ ra nguyên nhân đưa tới khổ đau, đó là do tham sân si trong mỗi người. Samudaya là nguyên nhân của khổ đau. Khác với nhiều truyền thống thực tập khác, Đức Phật cho rằng nguyên nhân của mọi nỗi khổ niềm đau của con người là ở bên trong con người, chứ không phải đến từ bên ngoài. Mặc dầu là bên ngoài có tạo nên tác nhân, có tác động, có gây ra, nhưng mà nếu chúng ta không có tham sân si, hoặc là cái hàm lượng, cái hạt giống tham sân si trong mỗi chúng ta bé nhỏ, thì chắc là chúng ta sẽ không có khổ đau, hoặc là sẽ rất ít khổ đau. Chúng ta có thể nghiệm chứng là cũng có những lúc chúng ta quản chế được tham sân si của mình, phiền não của mình, thì những biến động xung quanh, những thành bại được mất hơn thua trong cuộc đời này, nó tác động được rất ít đối với chúng ta. Nhưng mà những lúc năng lượng chúng ta suy yếu, tham sân si trỗi dậy, thì chúng ta rất là khó để giữ được sự bình tĩnh, giữ được sự bình an, giữ được tâm không phản ứng, để không bị tổn thương, không đau khổ. Dù là những biến động rất nhỏ xảy ra trong đời sống, như là một sự không công nhận, một sự xúc phạm, hay là một sự không có lễ độ. Theo đó thì Đức Phật nói rằng trong cái diệu đế thứ ba, thì Đức Phật thấy rằng con người lại có một cái khả năng đặc biệt, không phải chỉ có đau khổ không, mà con người hoàn toàn có khả năng chấm dứt được hết mọi đau khổ, gọi là diệt đế, Nirodha. Đó là một trạng thái hạnh phúc chân thật, tự do chân thật, niết bàn. Điều đó con người hoàn toàn có thể đạt được. Và sau cùng, đó là đạo đế, Magga, tức là con đường để chấm dứt mọi khổ đau, hay là con đường để đi đến hạnh phúc và tự do chân thật. Tất cả đều ở trong con người của chúng ta. Đức Phật không bao giờ chỉ ra có một con đường hạnh phúc ở ngoài chúng ta, ở một nơi xa xôi, ở một tinh cầu nào đó. Mà Đức Phật trong sự giác ngộ thấy rằng con người hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới, đạt đến trạng thái bình an, hạnh phúc, tự do, chân thật. Kể cả nó có thể xảy ra ngay tức thì, mà không cần phải đợi 5 năm hay là 10 năm mới có thể đạt được. Dù rằng nó có thể xảy ra tức thì, nhưng mà với công phu tu luyện còn ít ỏi, thì chúng ta không thể giữ nó được lâu dài, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm qua nó. Chỉ cần một vài buổi thiền tập tinh tấn có phẩm chất, thực tập đúng theo sự hướng dẫn, chúng ta có sự thả lỏng, có sự thư giãn, có sự bình an. Chúng ta kết nối sâu được với vạn vật đang diễn ra xung quanh.
chúng ta kết nối được với phần trong trẻo trong chính mình. Trong đó không có sự trỗi dậy của bản ngã, của các phiền não tham sân si. Chúng ta thấy nhẹ nhõm, thư thới, thì điều đó chứng tỏ là chúng ta đã tiếp xúc được một phần tinh hoa, linh thiêng màu nhiệm mà đất trời ban tặng cho mỗi người. Có thể mỗi một buổi sáng chúng ta được tiếp xúc một ít như vậy cũng quý lắm rồi. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải có một chương trình thiền tập nghiêm túc, ít nhất là vào mỗi buổi sáng, trước khi chúng ta có thể mang thiền đi khắp mọi nơi, có thể sống tỉnh thức và trí tuệ trong mọi hoàn cảnh. Thì chúng ta, với những người mới bắt đầu, cần chọn ra một không gian thật sự là đặc biệt, đủ điều kiện để giúp chúng ta mời lên cái phần tinh túy nhất của mình. Đó là chúng ta có thể thức dậy sớm, như là buổi sáng hôm nay, trong phòng khách, phòng ngủ cũng được, hoặc là trước ban công, trong sân vườn. Chúng ta biến nó thành một cái không gian màu nhiệm. Nơi đó tất nhiên cảnh vật vốn đã màu nhiệm rồi, bây giờ đến phiên chúng ta thôi. Chúng ta sẵn sàng để bước vào sự màu nhiệm đó bằng cách là chúng ta ngồi yên xuống, tắt điện thoại, dừng lại mọi cuộc nói chuyện, kể cả dừng lại những suy nghĩ ở trong đầu, để chúng ta đưa tâm trở về với thân, để giúp cho sự nhận biết ở trong ta được lan tỏa. Chúng ta bắt đầu biết rõ thực tại, đó là chúng ta đang ngồi trong một khung giờ nào. Ngoài trời vẫn còn tối đen hay là bắt đầu hửng sáng, và chúng ta nhìn thấy cái phần sáng của ban ngày bắt đầu lấn dần bóng đêm, tức là mặt trời đang chuẩn bị lên. Chúng ta cũng thấy một sự thay đổi diễn ra ở trong ta. Từ khi bắt đầu ngồi xuống, tâm vẫn còn trộn rộn, lăng xăng, còn lo nghĩ cái này cái kia. Nhưng mà rồi sau khi chúng ta kết nối được với hơi thở, chúng ta kết nối được với bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể, chúng ta bắt đầu thư giãn được, cảm nhận hơi thở được. Nghĩa là chúng ta đã bắt đầu trở về với thực tại, trở thành một thực thể có thể nói là rất khác với những sinh hoạt thường ngày. Thường ngày chúng ta chạy lăng xăng, chúng ta căng thẳng, chúng ta lo lắng, chúng ta sân si, chúng ta phản ứng đáp trả mọi thứ rất là nhanh nhạy. Nhưng mà đó không phải là toàn bộ con người của chúng ta. Chúng ta còn là những cái gì rất là rộng lớn nữa. Các nhà khoa học thường nói là chúng ta chỉ có sử dụng được 10% não bộ thôi. Đức Phật thì cũng nói tương tự như vậy. Chúng ta chỉ sử dụng được một ít cái phần linh thiêng màu nhiệm, tức là trí tuệ của con người mà thôi. Và đây là những giây phút hiếm hoi trong hành trình của cuộc đời mà chúng ta có cơ hội dừng lại để kết nối sâu với chính mình. Một buổi sáng mà chúng ta có thể bỏ ra nửa giờ 45 phút để ngồi yên như vậy thì thật sự là quý giá. Chúng ta giúp cho toàn bộ cơ thể được nghỉ ngơi sâu, giúp cho toàn bộ hệ thống tâm thức cũng được nghỉ ngơi sâu, giúp cho thân tâm trở về hợp nhất với nhau. Và khi thân tâm hợp nhất, điều hòa được với nhau, thân ở đây và tâm cũng ở đây, thì nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh vô cùng lớn, gọi là nội lực, năng lực ở bên trong. Và năng lực này sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự bình tĩnh, giữ được sự điềm đạm, giữ được sự dễ thương, giữ được đạo đức, giữ được nhiều giá trị quý giá thuộc về tâm hồn, để có thể bảo vệ chúng ta trước những cạm bẫy, trước những sức ép, những lằn tên mũi đạn của đời sống vốn đầy biến động này. Chúng ta hành thiền với một niềm tin rằng, niềm tin vào giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật,
Niềm tin rằng mọi nỗi khổ, niềm đau là do chính bên trong của chúng ta, vì chúng ta chưa giỏi, vì chúng ta chưa đủ vững vàng, vì chúng ta đã bỏ bê tâm thức của mình từ rất lâu để phải mưu sinh, để phải giải quyết quá nhiều vấn đề thuộc về trách nhiệm bổn phận, mà chúng ta quên đi một trách nhiệm bổn phận vô cùng quan trọng, đó là chăm sóc khu vườn tâm của mình. Vì chúng ta cũng nghiệm chứng được rằng khi tâm chúng ta có biến động, khi tâm chúng ta mệt mỏi, khi tâm chúng ta bị tổn thương, thì cho dù chúng ta có nắm giữ bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không cảm nhận đó là hạnh phúc. Chúng ta đã từng mơ ước, chúng ta đã từng đặt ra nhiều mục tiêu và chúng ta đã đạt được, và chúng ta cũng đã hạnh phúc, và chúng ta lướt ngang qua những hạnh phúc đó rất nhanh, để rồi chúng ta rơi vào ngay những nỗi khổ, niềm đau, những hoang mang, những sợ hãi mà chúng ta không hiểu được tại sao mình lại không thể nắm bắt được hạnh phúc lâu bền như vậy. Tại sao mình nhạy cảm với nỗi khổ niềm đau như vậy? Và rồi thì sau những lần ngồi lại để giải quyết những nỗi thương đau của mình, chúng ta cũng đã trưởng thành, chúng ta cũng đã có một nhận thức mới, đó là hạnh phúc không hoàn toàn ở bên ngoài, mà thật ra nó tùy thuộc vào những điều kiện bên ngoài rất ít, mà hạnh phúc là tùy thuộc vào chính chúng ta. Khi chúng ta khỏe mạnh từ cơ thể vật lý cho đến tinh thần, khi chúng ta an ổn, lành mạnh, khi chúng ta tràn trề năng lượng, tráng kiện, khi chúng ta có bình an, thì nhìn đâu chúng ta cũng thấy hạnh phúc, nhìn ai cũng thấy dễ thương, cũng đáng được chấp nhận và nâng đỡ. Điều đó cho thấy cái hạnh phúc nó tùy thuộc rất nhiều, có thể nói là hầu hết, phần lớn, thậm chí là tất cả ở trong tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã từng nói vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả những gì chúng ta nhìn về cái thế giới bên ngoài, đó đều do sự phản chiếu của tâm thức chúng ta tại thời điểm đó. Các nhà khoa học ở giữa thế kỷ thứ 19 thì nói rằng tâm chúng ta, thế giới mà chúng ta đang nhìn, nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Tôi thì phát biểu một câu gần gũi hơn, đó là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Cho nên tu thiền cũng chính là tu tâm. Chúng ta đang quay về với cái cơ quan chính yếu để nó quyết định nên đời sống của chúng ta, phẩm chất của đời sống của chúng ta là hạnh phúc hay là khổ đau. Chúng ta dù là chỉ mới bắt đầu tập ngồi yên xuống, chỉ mới bắt đầu tập thả lỏng, thư giãn, mỉm cười, ba bài có mặt cùng với thân, thư giãn và mỉm cười, đây là ba bài cơ bản đầu tiên của thiền tập. Đây là những bước đầu tiên chúng ta đi vào bên trong, looking inward. Từ từ chúng ta cũng sẽ đi tới những bài thực tập khó hơn, sâu thẳm, là chạm vào tâm hồn của mình, chạm vào những cái góc sâu kín nhất, những cái nơi ẩn chứa bóng ma quỷ dữ của phiền não tham sân si của bản ngã. Và đồng thời chúng ta cũng chạm vào những hạt giống thiện lành, tốt tươi mà từ rất lâu rồi chúng ta không có cơ hội tiếp xúc, hoặc là chúng ta không ngờ mình lại có những hạt giống quý giá đó. Đây là hành trình đi sâu vào nội tâm. Muốn đi sâu vào nội tâm thì Đức Phật nói bạn phải đi qua các ải sau đây. Đó là bạn phải học awareness of the body, học ý thức hay là tỉnh thức, nhận biết về chính thân thể của bạn mọi lúc mọi nơi,
thường trực một cách liên tục. Khi đi, bạn phải biết bạn đang đi, cảm nhận bước chân. Khi ngồi, bạn phải cảm nhận toàn thân thể bạn đang ngồi mà không suy nghĩ gì khác. Và khi nằm, khi dịch chuyển, bất cứ động thái cử chỉ, dù là thắp hương, dù là cắm hoa, lau dọn bàn ghế, tắm rửa, cắt gọt, nấu nướng, làm bất cứ việc gì, bạn đều hãy chú ý và quan sát vào nó để có sự kết nối sâu với thân thể, để bạn có cái awareness, có cái sự tỉnh thức, hay là mindfulness, tức là bạn có một cái niệm. Niệm chứ không phải chánh niệm nha. Chánh niệm còn sâu lắm, chúng ta chưa tiếp xúc được đâu. Chúng ta chỉ mới tiếp xúc với cái phần niệm, cái phần mindfulness, hay là cái phần tỉnh thức, là awareness về cái cơ thể của mình thôi. Cái bài tập này nó không có khó, nhưng nó khó là vì chúng ta bận rộn quá, chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết, cho nên chúng ta buộc phải chú ý rất nhiều thứ ở xung quanh. Và khi chúng ta chú ý vào thứ nào thì đều có khuynh hướng là bị nhấn chìm, bị cuốn trôi vào đối tượng đó, để rồi chúng ta rơi vào tình trạng lãng quên, forgetfulness, không có nhớ để quay về kết nối với chính mình. Cho đến khi nào chúng ta có đủ niềm tin, niềm tin phải chín mùi rằng tâm là cái thứ quyết định nên tất cả. Và tất nhiên niềm tin này sẽ được củng cố qua quá trình thiền tập. Nhưng mà nhiều vị đã trải nghiệm trong cuộc đời nhiều năm qua bao nhiêu thăng trầm, nghiệt ngã, thành bại, vinh nhục. Chắc là quý vị cũng đã nghiệm chứng ra được rằng tâm là cơ quan quan trọng nhất để quyết định nên cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau. Cho nên sẽ có một ý thức rất là mạnh mẽ, tức là có một động cơ rất mạnh để quay về khám phá nội tâm của mình. Còn không thì chúng ta cứ nương nhờ trên thiền tập. Thiền tập sẽ giúp chúng ta từ từ sẽ nhận ra điều đó, nhận ra sự lợi hại, sự tác động vô cùng mãnh liệt của tâm thức lên đời sống của chúng ta. Và với sự nỗ lực tinh tấn, mà nếu có thêm một vài động cơ nữa đúng đắn, để rồi chúng ta thiền tập chăm chỉ siêng năng hơn, để rồi ngoài giờ ngồi thiền, ngoài cái khung giờ hành thiền được quy định ra, sau này quý vị còn được hướng dẫn thiền đi và một số bài thực tập khác nữa, thì quý vị vẫn có thể hành thiền ở những không gian khác, ở những môi trường khác. Kể cả lúc quý vị làm việc, vẫn có thể đưa thiền vào, vẫn có thể bật lên cơ chế tỉnh thức, để rồi quý vị sẽ có một sự kết nối sâu với thân, cảm nhận rất rõ về thân. Đến một lúc nào đó quý vị có thể biết rất rõ mình đang thư giãn hay là đang căng thẳng. Lúc nào cũng nở một nụ cười và cảm nhận nụ cười trên môi. Lúc nào cũng cảm nhận được từng động thái cử chỉ của mình và một phần tinh túy của body, của cơ thể, đó chính là hơi thở. Thậm chí lúc nào cũng có thể kết nối được với hơi thở, cảm nhận rõ hơi thở của mình. Và cái ải thứ hai đó là awareness of the feelings, tức là mình sẽ tỉnh thức ghi nhận những dòng cảm giác hay là cảm thọ nó không ngừng tuôn chảy trong con người của mình, bao gồm cảm giác dễ chịu pleasant, cảm giác khó chịu unpleasant, cảm giác trung tính neutral. Ba cảm giác này lần lượt tới lui trong con người chúng ta, chúng ta đều aware, đều nhận biết. Thiền tập không phải là chỉ để ngồi thiền. Ngồi thiền chỉ là một cái phương cách thôi. Chúng ta có rất nhiều phương cách để phục vụ đạt được mục đích, đó là có được awareness, sự tỉnh thức. Và sự tỉnh thức là nền tảng để đi tới trí tuệ. Không có một trí tuệ nào có thể sinh khởi được nếu không có nền tảng là sự tỉnh thức. Cho nên quý vị
hãy khoan quan tâm đến trí tuệ, mà hãy tập trung để mài dũa sự tỉnh thức ở mọi lúc mọi nơi. Và sau khi chúng ta học cách để mà quan sát các dòng cảm thọ của mình rồi, thì quý vị sẽ đến một cái ải rất là phức tạp, rất là thách thức. Đó là awareness of the mind. Hãy quan sát tâm của bạn đi. Mà tâm thì rộng lớn vô cùng, biết đường đâu mà lần mà mò, mà có thể tiếp xúc được. Cho nên Đức Phật mới khuyên chúng ta hãy đi từ những cái bước cơ bản nhất, tập thật kỹ, thuần thục kết quả, rồi hãy đi vào trong tâm thức. Dĩ nhiên là trong quá trình chúng ta học về quán thân, tức là awareness of the body, quán thọ, awareness of the feelings, thì chúng ta cũng sẽ xúc chạm, kết nối một phần awareness of the mind. Chứ không phải là phải bỏ vài năm trời để thực tập hai bài thực tập cơ bản trên rồi mới được tiếp xúc với tâm. Thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ tập kiểm tra tâm mình, như là trong giờ thiền tọa, hãy quan sát xem mình có đang suy nghĩ gì không. Nếu mà có suy nghĩ thì cũng không sao cả, đó là điều hết sức tự nhiên. Công việc của chúng ta không phải là để mong ước mình không có suy nghĩ, hay là đàn áp mọi suy nghĩ nó xảy ra. Công việc chúng ta là hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên, và điều tâm mình, tức là đưa tâm mình trở về với đối tượng, hay còn gọi là đề mục. Trong thiền tập, từ chuyên môn gọi là đề mục, một cái team, để chúng ta chú ý vào, quan sát vào. Tại sao thầy nói tới một cặp từ là chú ý và quan sát? Đó chính là định và niệm. Buổi học tới chúng ta sẽ triển khai về định niệm. Ở đây quý vị chỉ cần nhớ là: một là mình có thể chú ý, hai là mình có thể quan sát. Chú ý cũng được, quan sát cũng được. Quan sát rồi chú ý, rồi chú ý rồi quan sát. Quan sát chú ý đắp đổi nhau liên tục. Hoặc là chỉ thuần là chú ý thôi, chỉ thuần là quan sát thôi. Cái nào cũng được, vì chú ý quan sát đều là sự tỉnh thức cả. Mặc dầu sau này chúng ta học sâu thì chúng ta sẽ thấy sự quan sát là quan trọng hơn. Vậy thì chúng ta hãy trở lại với bài thực tập cơ bản và thầy sẽ giao cho quý vị. Đó là mỗi ngày chúng ta nhớ nhắc nhở mình thường xuyên có mặt trong giây phút của hiện tại. Chúng ta có thể chú ý vào các đối tượng xung quanh mình, như là hàng cây, đóa hoa, ánh nắng, hay là em bé, hay là bất cứ vật dụng nào đang ở xung quanh mình. Mình nhận biết đó là cái gì, tức là mình đang có mặt. Và mình cũng cảm nhận được cơ thể mình, tình trạng cơ thể mình căng thẳng hay thư giãn trong giây phút này, nghĩa là mình vẫn đang có mặt. Mình biết mình đang đứng, và mình cảm nhận cái sự đứng đó. Mình biết mình đang ngồi, cảm nhận cái sự ngồi đó. Mình biết mình đang nằm, mình cảm nhận sự nằm đó. Mình biết mình đưa cánh tay tới, thu cánh tay lại, xoay qua trái, xoay qua phải, nhìn tới phía trước, nhìn qua bên trái, nhìn qua bên phải, đều là quan sát thân, đều là một sự có mặt. Tôi đang có mặt trong hiện tại. Và mình có thể kiểm chứng, đặt câu hỏi là: mình có đang có mặt không? Mình đang làm gì đó? Mình đang tiếp xúc với cái gì đó? Mình có đang có mặt không? Có biết cái gì đang xảy ra xung quanh mình không? Mình có thấy gì không? Mình có nghe gì không? Mình có ngửi được gì không? Mình có xúc chạm cái gì không? Qua các giác quan, mình có thể biết được là mình đang có mặt hay không. Và mỗi ngày quý vị sẽ bỏ ống heo, sẽ tích lũy sự có mặt của mình càng nhiều càng tốt. Dù là 30 giây cũng vô cùng quý giá. 1 phút, 2 phút, cứ tiếp tục bỏ vào account awareness của mình, tài khoản sự tỉnh thức của mình. Hãy tranh thủ khi mình đóng cửa xe, mình lên xe ngồi, mình cài dây an toàn, mình ngã người ra ghế. Để làm gì? Để có mặt với chính mình. Đó vẫn là thiền tập đó quý vị.
chứ không phải là phải có gối tròn, rồi phải mặc áo tràng, rồi phải thắp hương lên, rồi phải ngồi thế kiết già mới là thiền nha. Bất cứ lúc nào mình có mặt trọn vẹn với chính mình, biết rõ về cơ thể của mình, biết rõ về mọi thứ xung quanh mình, nghĩa là mình đang thiền tập. Đây là bài có mặt. Hai bài dễ thương đi theo sau nữa, đó là thư giãn. Thư giãn và thư giãn. Relax, relax and relax. Relax, mình không phải là mình chỉ đọc lẩm bẩm ở trong đầu, mà mình nhớ, nhắc nhở mình thư giãn thì mình phải thư giãn thật. Bỏ ra 30 giây, 1 phút để thư giãn. Các cơ bắp trên gương mặt nở một nụ cười để giúp cho sự thư giãn diễn ra. Ở đây chúng ta kết hợp với bài thực tập thứ 3 luôn nha, tức là mỉm cười. Mỉm cười để giúp cho sự thư giãn diễn ra sâu hơn, và mình cảm nhận rõ nụ cười của mình. Smile, cười nhẹ thôi. Hôm qua thầy có nói chuyện với một em trẻ ở đây, các em nói là con đâu có lý do gì đâu mà thầy kêu con cười, vì mặt bạn này hơi buồn. Thầy nói con hay cười để chúc mừng sự sống. Con đang sống, con đang khỏe, con chào hai thiên nhiên. Hello everyone, mọi thứ xung quanh mình. Mình biết là mình vẫn còn sống, còn khỏe, mình mới kết nối được như vậy. Vì điều này không phải lúc nào mình cũng đạt được đâu. Không phải ai cũng có một cái khả năng có thể còn khỏe mạnh để mà xin chào, kết nối mọi thứ đang diễn ra đâu. Thành ra mình cười nó làm cho mình ghi nhận sâu sắc hơn cái mà mình đang tiếp xúc và cảm nhận. Và nếu mà mình cười thường trực được thì phiền não nó cũng sẽ lắng dịu nhiều hơn, và những năng lượng tích cực sẽ được mời lên nhiều hơn. Và đặc biệt là nó giúp cho tiến trình thư giãn diễn ra sâu sắc hơn. Và mình có thể thư giãn tiếp đôi bờ vai này. Chúng ta thường hay rúm vai lại, thả ra, rồi thả lỏng hai cánh tay, các ngón tay, hai bắp chân, cẳng chân. Nếu được đi một vòng nữa, thêm phút nữa, dám tặng cho mình một phút thư giãn nữa không? Rồi lại thêm một phút nữa nếu có thể. Còn nếu người nào giỏi thì trong khi đang thao tác, đang làm việc là vẫn nhớ thả lỏng cánh tay của mình, dù là rất chuyên chú nhưng mà vẫn thả lỏng. Cho nên chúng ta đã thực tập một bài thiền sáng nay, đó là hãy chú ý vào hơi thở, quan sát vào hơi thở, nhưng mà vẫn nhớ thả lỏng toàn thân. Có chú ý nhưng mà có sự thả lỏng, rất khác với thói quen của chúng ta trước nay. Chú ý nhưng mà rất là căng thẳng, chú ý mà bị cuốn sâu vào trong đối tượng, nhấn chìm vào trong đối tượng để rồi không còn biết luôn. Ở đây thiền ấy, là phải biết, luôn luôn biết, biết mạnh mẽ, biết rõ ràng, biết tinh tường, biết chi tiết. Cho nên chúng ta sẽ tập từ từ, đó là thư giãn tới đâu, biết tới đó. Chứ không phải thư giãn rồi mình bị chìm khuất trong cái cảm giác dễ chịu đó để rồi đánh mất sự nhận biết hay là sự tỉnh thức. Bất cứ lúc nào ngồi xuống cũng nhắc mình thư giãn trước đã, vài chục giây thôi. Bất cứ lúc nào định làm một cái gì đó, dừng lại, thư giãn một chút xíu đã, vài chục giây thôi, 30 giây, thư giãn bắt đầu. Mỉm cười, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt, thả lỏng đôi bờ vai, cánh tay. Và bắt đầu nói một điều gì thì cũng thư giãn trước. Và thật là tuyệt diệu khi mà mình vừa nói tôi có sự thư giãn. Và sẵn qua đây thầy cũng cung cấp thêm một số thông tin mà hầu hết tất cả các thiền sinh mới bắt đầu tham gia ngồi thiền đều rất quan tâm. Đó là chúng ta buổi sáng thì ngồi thiền rất là tốt, vì lúc đó năng lượng đất trời tinh anh. Nếu con người chúng ta tinh anh nữa thì hai cái kết hợp với nhau thành một khối tinh anh, nuôi dưỡng năng lượng qua lại cho nhau rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đây là một thách thức, và mong rằng tất cả các thiền sinh đều vượt qua thách thức này, tập cho mình một thói quen mới được thức dậy sớm. Mặc dầu rằng chúng ta có thể ngồi thiền ở bất cứ lúc nào, buổi chiều, buổi tối, buổi trưa đều được cả, nhưng mà buổi sáng vẫn là tuyệt diệu nhất.
Chúng tôi những người hành thiền đã mấy mươi năm rồi mà vẫn thích ngồi thiền vào buổi sáng sớm. Thậm chí tôi là thường thức dậy vào lúc 2 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi để ngồi thiền, vì tôi thường đi ngủ vào lúc 10 giờ. Và giờ đó ngồi thiền thì mình chỉ cần ngồi xuống là mình kết nối ngay, click ngay với universe, với trời đất, là mình hòa tan ngay. Không còn một cái tôi nào đang tồn tại cả, chỉ có sự tỉnh thức, sự nhận biết thôi. Và dĩ nhiên là quý vị là những người phải làm rất là nhiều việc, rất là mệt mỏi khi mà buổi tối đi làm về. Cho nên cố gắng làm sao để mình ngủ trước 12 giờ là tệ nhất ha. Còn hay hơn nữa là ngủ trước 11 giờ. Còn tuyệt vời nữa là ngủ trước 10 giờ. Để rồi 4 giờ rưỡi mình thức dậy là vừa. Còn sớm hơn thì càng tốt. 4 giờ thức vậy thì càng hay. Ở đây các bạn trẻ đều phải thức dậy lúc 4 giờ. Và buổi sáng sớm trong tuần sẽ có 3-4 buổi các bạn sẽ leo đồi. Tức là 4 giờ 15 hay là 4 giờ 20 các bạn leo trên đỉnh đồi khoảng 20 phút. Và các bạn sẽ tọa thiền ở trên đó. Thì thật là tuyệt vời. Có dịp sẽ mời đại chúng quý vị đến đây để tham gia vào chương trình hành thiền buổi sáng. Và trước đó là được leo đồi. Và trong khi mình ngồi thiền thì mình được kết nối với mây trời, với hơi thở của núi rừng và của một ngày mới đang lên, với những tia nắng đầu tiên, thật là tuyệt vời. Còn buổi sáng hôm nay chúng ta cũng ngồi ở lưng đồi và quý vị thấy cảnh vật rất là dễ thương phải không? Ở đây đang có mưa lác đác từ hồi 4 giờ tới bây giờ. Và buổi sáng thức dậy thì quý vị đừng có phải mắc kẹt vào những cái thủ tục rườm rà. Mình cần thức dậy để rửa mặt. Và nếu mà cần thì mình sẽ tắm cho cơ thể mình thật sự là tươi tỉnh. Và mình mặc một cái chiếc áo thật là thoải mái. Quý vị lưu ý là những buổi thiền tập chung với thầy và đại chúng, vì nên mặc áo dài tay, quần dài cho nó trang nhã, cho nó kín đáo. Nhưng mà bộ đồ nên thật sự là mềm mại, vải thun, vải mỏng. Và khi mình ngồi thiền thì không nên mặc quần tây hay là có dây nịt, vì nó sẽ siết cái phần bụng của mình. Ở nhà sẽ cho phép mình mặc quần ngủ hay là quần thể thao, quần tập yoga, để cho cái việc mà mình ngồi kéo chân lên bán già hay kiết già cho nó tiện. Và quý vị không cần quá quan tâm việc mình chưa thể ngồi kiết già hay là bán già được, vì cứ tập dần dần cho cơ thể quen thôi. Nhưng mà quý vị cũng nên thường xuyên ngồi dưới đất, như là khi mình đọc sách, khi mình viết bài, khi mình chơi với trẻ con, khi mình xem tivi, mình nên tập ngồi thiền. Nhất là khi mình xem phim, mình tập ngồi thiền riết rồi cơ thể mình nó sẽ quen ngồi bán già, kiết già không thành vấn đề. Vì khi mình chú ý vào bộ phim thì mình sẽ quên đi cái đau. Thường cái đau là do cái phản ứng tâm lý nhiều hơn là phản ứng của cơ thể vật lý. Rồi thì từ từ quý vị sẽ quen với cái việc ngồi thiền thôi. Và tốt nhất là mình nên sắm cho mình một cái bộ gối ngồi thiền chuyên nghiệp. Mặc dù mình chưa phải là professional meditator, nhưng mà mình vẫn có thể sắm một bộ đồ hành thiền chuyên nghiệp. Quý vị có thể order ở trên mạng. Thì thấy có rất nhiều cái website họ bán những cái gói ngồi thiền. Ở ruột của nó đừng có phải là bông gòn nha, vì bông gòn sẽ rất là nóng và khi mình ngồi lâu nó sẽ dễ tì qua một bên. Bây giờ chúng ta đã chế tác ra được một cái gói ngồi thiền và bên trong là vỏ của hạt đậu xanh. Ở Mỹ chúng tôi xài bằng vỏ của hạt kiều mạch hay là yến mạch, buckwheat. Còn ở Việt Nam thì xài vỏ hạt đậu xanh, nó rất là thoáng khí, nó rất là linh hoạt, dễ chịu. Mình có thể điều chỉnh nó cao thấp. Và khi mình ngồi xuống cái gối nó chỉ còn khoảng 3 phân thôi quý vị, để hai cái đầu gối mình nó chạm được xuống sàn. Và khi đó mình sẽ có 3 điểm trụ. Một là cái mông của mình, hai cái còn lại là hai cái đầu gối, là 3 cái trụ. Thì ngồi thiền nó rất là vững. Và như vậy mình mới có thể định sâu được. Còn nếu mà mình ngồi để hai cái đầu gối hổng lên trên đó, người mình nó chông trên lắm, dễ bị xoay mồng mồng nè, rồi dễ bị chao đảo, định không có thành lập được và định không có sâu được. Và khi mình ngồi thiền thì khi mà trời lạnh mình có thể phủ qua một cái tấm chăn, tấm khăn qua hai cái đầu gối và để đặt cái tay nhẹ xuống thì cái tay mình nó sẽ vừa vặn. Có những vị để cái tay nó cảm thấy lỏng lẻo thì mình có thể lót ở phía dưới một cái khăn nhỏ xếp lại. Tránh để cái tay như vậy nha. Cái tay nó trượt tới phía trước nè, là tránh nè. Người mình nó sẽ khòm tới
và tâm mình sẽ dễ bị loạn động. Tránh để cái tay lên cao như vậy thì người nó mình sẽ bị căng thẳng, nhất là phần ngực, và sẽ định rất là khó. Vẫn thả lỏng lại cánh tay, thả xuống. Và chiếc cầm để vừa như vậy nè, hoặc là cao lên một chút xíu vậy. Đừng có cúi xuống như vậy, vì cúi như vậy sẽ rất dễ bị buồn ngủ và sẽ bị cong cột sống. Và theo đó thì quý vị có thể ngồi thiền ở bất cứ nơi đâu, nơi làm việc của mình. Nếu buổi trưa, buổi chiều mà mình tranh thủ được khoảng 50 phút, tìm một góc nào đó yên tĩnh mà không có gây phiền hà cho những người xung quanh, thì quý vị vẫn có thể ngồi yên xuống. Mình nhắm mắt lại thì tốt nhất, vì nhắm mắt lại thì định nó mới sâu được. Nhưng mà có những người nhắm mắt lại là buồn ngủ ngay lập tức, thì từ từ mình sẽ tập nhắm sau. Nhưng mà trước sau cũng phải nhắm nha, vì nhắm mới có thể phát triển sâu phần định. Thì quý vị có thể tập gọi là mắt khép hờ, tức là mình nhìn xuống phía dưới, trước mặt mình chừng khoảng vài gang tay thôi, nhìn xuống và mình khép mắt mình lại từ từ cho đến khi nào mà mình gần như nhắm mắt thì thôi. Vì nếu mình nhắm mắt sẽ bị buồn ngủ. Vậy cho nên là mình tập khép hờ, không nên mở mắt trao tráo nhìn tới phía trước, vì mình sẽ bị cuốn hút ngay bởi các đối tượng xung quanh. Lúc đó mình sẽ không thể chú ý hay là quan sát, không thể định hay là niệm được gì nữa cả. Cảm ơn đại chúng đã tinh tấn có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta đã tạo ra một vùng năng lượng từ trường thật là quý giá cho những ai đang ở xung quanh chúng ta và cho chính mình. Chúc đại chúng có một ngày thật là tuyệt vời trong năng lượng tỉnh thức và trí tuệ. Xin cảm ơn đại chúng thật nhiều. Và đại chúng nghe ba tiếng chuông. Và trước khi nghe ba tiếng chuông, mời quý vị nghe một bài hát Freedom of the Heart của Bert Even. Bài hát này đã được giới thiệu trong chuỗi radio Chỉnh Lý Tình Thương Ở Lại. Bài hát nói rằng chúng ta là một đám mây. I am a cloud. I am the blue sky. Chúng ta là một bầu trời xanh. I am a flower. Tôi là một đóa hoa. I am the sunshine. Tôi là tia nắng mặt trời. Và I am the earth. Và tôi là mặt đất. Để receiving a seed, là để đón nhận những cái hạt mầm tốt tươi được gieo xuống. And I am free. Và tôi được tự do. When my heart is open, khi mà tâm tôi thực sự rộng mở để đón nhận mọi thứ xảy ra và chấp nhận nó mà không có loại trừ chống đối nữa. And I am free when my heart is open. Yes, I am free when my mind is clear. Vâng, và tâm tôi thật sự là tự do khi mà nó đã sạch sẽ, không còn bóng dáng của phiền não nữa. Và hỏi những người bạn tỉnh thức của tôi ơi, chúng ta hãy đi bên nhau trong những bước chân tỉnh thức. Bây giờ mà đại chúng hãy nghe bài hát này trong sự thư giãn, mỉm cười và tỉnh thức.
trước khi mời các anh chị nghe ba tiếng chuông để kết thúc buổi thiền tập ngày hôm nay, thì thầy xin chân thành gửi lời biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ. Các anh chị đã lao lực hy sinh rất nhiều trong những trận chiến với đại dịch vừa qua. Đáng lẽ ra trong những lúc đó chúng tôi phải có mặt cùng với các anh chị để yểm trợ, nâng đỡ tinh thần. Chúng ta cùng thiền tập với nhau thì hay biết mấy, nhưng mà nhân duyên không thể. Và thật ra thì lúc đó các anh chị rất là bận rộn, cũng không có thời gian để cho bản thân. Cho nên chúng tôi thấy thật sự là thiếu sót và khao khát mong muốn được kết nối, được chia sẻ với các anh chị thật nhiều những năng lượng quý giá từ thiền tập. Thì may mắn là nhân duyên chúng ta đã có mặt cùng với nhau rồi. Thì từ đây đến hành trình phía trước, chúng ta sẽ đi bên nhau trong những bước chân tỉnh thức. Cảm ơn sự có mặt và đón nhận của tất cả các anh chị. Bây giờ mời các anh chị nghe ba tiếng chuông. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.